ngày 24 tháng 11 năm 2015, máy bay chiến đấu Su-24 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga chống khủng bố ở biên giới Syria thì bất ngờ bị tấn công bởi F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ. Hai phi công buộc phải nhảy dù thoát hiểm tại vị trí biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Lập tức lực lượng đặc biệt SSO của Nga tiến hành các hoạt động truy quét tại hiện trường. Họ tấn công từ những kẻ khủng bố và lính đánh thuê Mỹ. Đây là câu chuyện có thật về việc giải cứu đồng đội của Nga. Hãy cùng mình theo dõi toàn bộ diễn biến phim thôi nào. Vào tháng 3 năm 2011, các hoạt động mùa xuân Ả Rập do Mỹ hậu thuẫn gây ra tình trạng bất ổn dân sự ở Syria. Từ cướp bóc, hành quyết và thảm sát diễn ra khắp nơi. Bọn chúng còn được gọi với cái tên là phiến quân IS. Dưới sự kiểm soát của bàn tay đen phương Tây, bọn chúng dường như bất khả xâm phạm. Cuối cùng Syria đã quay sang nhờ Nga giúp đỡ. Tất nhiên lực lượng hàng không Nga đã sẵn sàng để giúp đỡ Syria. Câu chuyện này bắt đầu từ tháng 8 năm 2015. Đây là Oleg đang đến trong bộ quân phục đến hãng hàng không dân dụng lớn nhất của Nga. Ông chủ có ý định tuyển Oleg làm phi công. Cũng được đề nghị mức lương hàng tháng là 500.000 rúp. Con số này gần gấp 10 lần so với mức lương trung bình. Oleg vốn là huấn luyện viên của lực lượng hàng không vũ trụ, nên kỹ năng hàng không thì không có gì nghi ngờ. Lý do anh đến đây là qua lời giới thiệu nồng nhiệt từ một người bạn. Nhưng Oleg không muốn phải xa người vợ Gliner của mình. Cộng với việc anh không thể từ bỏ sứ mệnh của một người lính nên đã từ chối lời mời. Hôm sau khi trở về căn cứ, vị đại tá Skena đã đến thông báo. Tổng thống Putin đã đồng ý gửi quân tới Syria. Và trung đoàn của Oleg cần hỗ trợ hai chiếc Su-24. Skena đã tổng hợp danh sách và muốn xin lời khuyên từ Oleg. Nhưng lúc này anh phát hiện ra rằng mình lại không có tên trong danh sách. Thế là Skena đã thuyết phục Oleg cũng 45 tuổi rồi nên không cần phải ra chiến trường nữa. Ông không thể ở lại đây và dạy dỗ lớp trẻ sao? Tuy nhiên Oleg không nghĩ vậy và gần như đã mắng cả người bạn chí cốt của mình. Sau cùng Skena chỉ có thể thực hiện mong muốn của Oleg là đồng ý ghi tên của ông ấy, là cùng đi đến căn cứ không quân Khmeimim ở Syria. Nhưng khi người vợ Yelena biết tin này đã mắng Oleg một trận xối xả, là trở thành phi công hàng không dân dụng và nhận mức lương hàng tháng là 500.000 rúp nhưng anh lại không làm. Thậm chí ông đã 45 tuổi rồi mà vẫn muốn ra chiến trường. Tuy nhiên lúc này Oleg đã hạ quyết tâm rồi. Chàng trai trẻ tên là Konstantin chính là đồng đội của Oleg sắp tới. Vợ anh ấy đã có thai được nửa năm. Nên hiện tại cặp vợ chồng trẻ đang mong chờ đứa con đầu lòng chào đời. Ngay cả sau quá trình huấn luyện hàng ngày tại căn cứ, thì Konstantin vẫn chăm chỉ về nhà chăm sóc vợ. Tối hôm đó mọi người nhận được tin nhắn thông báo đến nhà hàng ăn tối. Hóa ra gia đình được biết họ sắp đi thực hiện nhiệm vụ. Nên một số đồng chí đã có mặt tại một nhà hàng. Đây là thời điểm con cái thể hiện tình yêu thương với cha mình. Sau một thời gian chiến tranh lạnh thì Yelena cũng tha thứ cho chồng mình. Suy cho cùng ông ấy cũng vì lợi ích của đất nước và dân tộc. Đêm tiếp theo hai đội Su-24 do Oleg chỉ huy đã sẵn sàng. Họ cần đi theo máy bay vận tải IL-76 đi tới căn cứ không quân Khmeimim. Chuyến trinh sát đầu tiên bắt đầu vào sáng sớm hôm sau. Lúc này còn xuất hiện thêm hai chiếc Su-35 làm hoa tiêu cho Oleg và Konstan. Có vẻ như hôm nay mọi thứ đều không có gì đáng chú ý. Lúc này thiếu tá Vazi thuộc lực lượng đặc biệt SSO đến phòng tình báo quân sự. Sau đó đại tá Syria đã chia sẻ thông tin tình báo mới nhất. Tay thủ lĩnh khủng bố Hamra đang chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo nhằm vào dân thường. Chúng có thể sử dụng vũ khí hóa học ở phía bắc Latakia vào ngày mai. Tên thủ lĩnh sẽ có một cuộc gặp gỡ tại một khách sạn bỏ hoang tại đó. Và nhiệm vụ của thiếu tá Vazi là tìm cách bắt sống tên thủ lĩnh Hamra đó. Tối hôm đó Konstan bí mật gửi tin nhắn cho vợ. Mà điện thoại thông minh bị cấm trong doanh trại quân đội, nên anh chỉ dám sử dụng điện thoại đen trắng. Thậm chí lúc này Oleg còn nhờ anh gửi lời nhắn hỏi thăm đến vợ của mình. Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2015 tại một khách sạn bỏ hoang ở phía bắc Latakia, tay thủ lĩnh khủng bố Hamra đã có mặt để gặp người đại diện. Chúng sẽ tập hợp những người ủng hộ tài chính từ phương Tây, thúc đẩy hàng loạt hoạt động khủng bố để phá rối tình hình của Syria và Nga. Lúc này lực lượng đặc biệt SSO đã phục kích trên sườn đồi gần đó. Ngoài ra còn có một máy bay không người lái đang quan sát trên cao. Bên này tên Hamra với người trung gian đã đi tới một nhóm phụ nữ và người già. Chỉ sau đó hắn đã cho người bóp cò xử tử những người này một cách máu lạnh. Bên này thiếu tá Vazi nghe thấy tiếng súng đã cho rằng có một cuộc đấu súng giữa hai bên. Nhưng cấp dưới của ông đã báo cáo bọn khủng bố đang hành quyết người dân. Máy bay không người lái cũng đang gửi lại hình ảnh không thấy một ai bị hành quyết còn sống. Lúc này báo cáo của trinh sát dọc theo con sông đang có 9 xe vũ trang hạng nặng tiến đến. Sau khi xác nhận thì đó là lính đánh thuê của Mỹ. Nếu lính đánh thuê tham gia cuộc chiến sẽ làm tăng đáng kể độ khó để bắt sống Hamra. Lập tức hai thành viên SSO liền chuẩn bị tên lửa chống tăng Cornet làm quà chào đón. Ngay khi bắn ra một chiếc ô tô đã bị thôi bay lên trời. Những vị trí trên cao bị chiếm đóng và với cuộc tấn công bất ngờ. Cộng với súng máy hạng nhẹ PKM nên chỉ cần như vậy đã có thể chặn thành công bọn lính đánh thuê đến khách sạn.
Đồng thời những ta khủng bố muốn bảo vệ thủ lĩnh nên đã cho Hamra bí mật rời đi. Tuy nhiên bọn chúng không ngờ là một nhóm quân đặc biệt đã ập vào tấn công bất ngờ và tóm được tay thủ lĩnh. Lúc này các đỉnh núi cao đã được bao phủ bởi các tay súng bắn tỉa. Với sự yểm trợ của lính bắn tỉa thì 4 SSO nhanh chóng đưa Hamra ra khỏi khách sạn. Ngay sau đó nhóm khủng bố đã kéo nhau lao lên sườn đồi đòi lại thủ lĩnh. Nhưng trong chiến tranh hiện đại hành động này như một hành động tự sát. Đội SSO liền chuẩn bị súng phóng lựu tự động bon cân 40mm. Lập tức đám khủng bố đang đi lên đồi đã bị lựu đạn càn quét. Và sự hợp tác của quân đội Nga họ đang kéo đồng đội lên để rút lui. Tuy nhiên Haka đã bị lính đánh thuê bắn vào ngực vô cùng đau đớn. May mắn là trên người anh đã có áo giáp bảo vệ. Tại căn cứ không quân Kremlin họ đã nhận được tin Hamra bị bắt sống. Ngay lập tức Su-24 bắt đầu gắn bom tới mục tiêu là khách sạn bỏ hoang đó. Rất nhanh chóng chiếu Su-24 do Oleg lái bắt đầu cất cánh. Và thời gian đi đến chiến trường là khoảng 20 phút. Lúc này SSO đã mang Hamra qua ngọn núi phía sau và lên xe rút lui một cách suôn sẻ. Tuy lính đánh thuê Mỹ rất có kinh nghiệm nhưng cũng không thể truy đuổi theo họ. Tay chỉ huy cũng biết rằng quân đội Nga sẽ tiến hành một cuộc không kích sau 10 phút nữa. Nên hắn đã yêu cầu mọi người thu thập các thi thể nhanh chóng. Lúc này Su-24 trên bầu trời đã tới khách sạn. Dưới sự quan sát của Konstan họ bắt đầu nhấn công tắc thả bom. Với 4 chiếc Betap 500 bay thẳng vào khách sạn, thì cả tòa nhà và những tên khủng bố còn sót lại đều hóa thành tro bụi. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà không có thương vong, quân đội liền nhanh chóng bẻ khóa điện thoại của Hamra. Họ biết được rằng bọn khủng bố muốn sử dụng hệ thống tên lửa phóng hàng loạt T-122. Quân đội cũng rất ngạc nhiên khi vũ khí khủng bố đã bắt đầu được sản xuất. Bên này lính đánh thuê Mỹ sau khi bị tấn công nên đã vô cùng cay cú. Thủ lĩnh lính đánh thuê đưa ra đề xuất liên hệ với Thổ Nhĩ Kỳ để giăng bẫy bắn hạ máy bay Nga. Điều này có thể làm mất tinh thần quân đội đối phương. Đêm đó Linkov tới trò chuyện với Oleg. Hai bên muốn lấy số liên lạc của nhau nhưng Oleg lại không có điện thoại ở đây. Thế là ông đã yêu cầu Konstan giúp mình lưu lại số của Linkov. Hôm sau Vasi nhận được thông tin mới nhất về hệ thống tên lửa phóng hàng loạt ở biên giới Syria Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đã cảnh báo Oleg và Konstan Ohari cẩn thận nếu không sẽ rắc rối nếu vượt qua biên giới. Vì thế nhiệm vụ ném bom phải chính xác hơn cả phẫu thuật nên rất là khó khăn. Tuy nhiên Oleg vẫn rất tự tin với khả năng của mình. Ngay sau đó hai chiếc Su-24 trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser đã cất cánh. Vừa rời căn cứ một kẻ khủng bố giả làm dân thường đã thông báo cho các đồng minh. Nhờ thế mà những kẻ khủng bố đóng quân tại những bệ phóng tên lửa đã biết được thông báo. Chúng dự định sẽ di chuyển những bệ phóng tên lửa đa năng sang Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy không quân Nga sẽ không thể tiến vào không phận. Bên dưới đội SSO đã báo tin tức này cho hai chiếc Su-24 trên bầu trời. Khi Oleg biết bọn chúng tiến vào biên giới nên quyết định sử dụng chiến lược đánh và chạy. Chiếc Su-24 thứ hai về trước để tránh nhiều sự cố không đáng có. Sau đó Oleg khóa mục tiêu và Konstan nhấn nút khởi động hai chiếc tên lửa bắn tới. Ngay khi tiêu diệt hai xe địch Su-24 đã thực hiện cú rẽ đẹp mắt và quay trở lại với tốc độ tối đa. Nhưng trong lúc họ đang nghĩ về kỳ nghỉ sắp tới, thì F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất hiện từ phía sau. Họ lập tức bắn tên lửa tới nhưng Oleg đã nhả pháo sáng ra kịp thời đánh lạc hướng. Tuy nhiên, đến quả tên lửa thứ hai chiếc Su-24 đã không thể tránh khỏi bị bắn vào đuôi. Tình huống khẩn cấp Oleg và Konstan chỉ có thể nhảy dù khẩn cấp khỏi máy bay. Những kẻ khủng bố bên dưới nhìn thấy Su-24 của Nga bị bắn hạ và hai phi công đang nhảy dù ra ngoài. Chúng lập tức tập trung hàng chục người đến gần điểm hạ cánh và liên tiếp xả đạn tới. Chỉ ngay sau đó Oleg đã bị bắn nhiều phát vào lưng. Trước khi ông ấy chết đã nhớ lại ngày đầu tiên ông gặp người vợ Yelena. Cho đến khi gần tiếp đất Oleg đã đeo lại nhẫn cưới của mình. Đồng thời khi Yelena đang đóng gói đồ đạc ở nhà. Bức ảnh của Oleg từ từ rơi xuống đất và đó cũng là khoảnh khắc ông thực sự nằm xuống. Còn Konstan rơi xa hơn nên anh ấy không bị trúng đạn. Trông thấy bọn khủng bố đang kéo tới, anh nhanh chóng giấu chiếc dù và mang theo thiết bị liên lạc để tẩu thoát. Được biết một người của mình đã bị bắn hạ hai trực thăng Mi-17 lập tức cất cánh. Trong đội còn có anh chàng xạ thủ bên trái là tân binh tên Nick. Lúc này Konstan bắt đầu kêu cứu và Mi-17 nhận đã được tín hiệu từ anh. Tuy nhiên tín hiệu nhanh chóng bị bọn khủng bố chặn lại. Lúc này xung quanh ngọn đồi nơi Konstan ẩn nấp đang có hàng tá kẻ khủng bố. Anh đang trốn dưới những tảng đá của vách đá. Thời điểm quan trọng Mi-17 đã đến áp chế bằng hỏa lực từ trên không. Konstan liền nhân cơ hội lao ra chạy thoát khỏi đó. Mặc dù bọn khủng bố đã thấy anh ta nhưng không thể đuổi theo anh qua vách đá cao như vậy. Lúc này Konstan tạm thời thoát khỏi sự truy bắt nhưng anh cũng bị bắn vào chân trái. Hơn nữa, một trong những động cơ Mi-17 đã bị trúng đạn và bắt đầu bốc khói. Không thể tiếp tục bay nên tất cả mọi người đã phải đi xuống. Lúc này phía sau họ hàng chục kẻ khủng bố đang truy đuổi. Xạ thủ tân binh Nick đã cố gắng chống trả nhưng anh đã nhanh chóng bị trúng đạn. Cuối cùng mọi người đã tập trung vào chiếc Mi-17 còn lại cất cánh rời khỏi đây. Vì số lượng kẻ thù bây giờ quá đông nên họ không thể tiếp tục ở lại chiến đấu.
trở về căn cứ đại tá Vazi thấy người bị thương là Nick. Ông cuối cùng cũng đã công nhận anh chàng tân binh này là một SS Orc thực thụ. Phía bên bọn khủng bố lúc này đã tạm thời mất dấu Constan. Một tay khủng bố liền gợi ý với lính đánh thuê Mỹ là sau khi bắt được Constan, thì cuộc hành quyết anh ta sẽ được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới. Sau khi do dự về hành động này sẽ khiến Nga không bao giờ bỏ qua, thì những người Mỹ cũng chọn đồng ý với cách làm với những tay khủng bố. Lúc này đại tá Vazi đang xin phép tướng dẫn quân đi cứu người. Nhưng trước khi tướng quân xác nhận có ai còn sống hay không thì sẽ không bao giờ đồng ý gửi quân đi một cách hấp tấp. Đồng thời Constan đang nấp sau tảng đá lấy chiếc máy cũ của mình ra gọi cho Linkov. Tuy nhiên ông ấy đang đọc báo cáo và không thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nghĩ rằng mình có thể không trốn thoát được, nên Constan đã nhắn tin cho vợ rằng anh yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng thay vì nhắn tin sao anh lại không gọi cho cô ấy luôn cơ chứ? Thậm chí cô ấy vẫn chưa biết mà còn đang hẹn cà phê cùng đồng nghiệp của mình. Sau khi Constan bôi thuốc vào vết thương, anh quyết định gọi lại cho Linkov và cuối cùng đã kết nối được với ông ấy. Lúc này hoạt động giải cứu cũng đã được đại tướng chấp nhận. Hai chiếc Su-35 nhanh chóng cất cánh từ căn cứ, còn Vazi dẫn đầu đội cứu hộ lên đường trên Mi-17. Ngoài ra còn tàu mang tên lửa đang chờ trên bờ biển. Tại trung tâm chỉ huy họ sử dụng con mắt từ máy bay không người lái để hỗ trợ. Vậy là cuộc đối đầu trực tiếp giữa SSO và bọn khủng bố bắt đầu. Ngay khi tiếp cận họ đã lập tức bắn hạ những tay khủng bố trước mặt. Với tiếng súng quen thuộc vang lên, Constan biết rằng đồng đội của mình đang tìm đến giải cứu. Đội SSO với phong cách chiến đấu chuyên nghiệp không chỉ súng mà còn dùng lựu đạn rất thành thạo. Rất nhanh chóng họ đã tìm thấy Constan đang nấp sau một tảng đá. Đồng thời những tay lính thuê Mỹ đang tìm đường tháo chạy, những tên khủng bố cũng trực tiếp đón nhận tên lửa bắn tới từ Mi-17. Đội hình bọn chúng hoàn toàn tan vỡ và Constan đã được an toàn đi lên xe giải cứu. Ngay sau đó là tên lửa từ tàu ngoài biển và bom lần lượt được thả vào các căn cứ của khủng bố. Không thể chống cự, bọn chúng chỉ còn cách buông vũ khí đầu hàng. Đó chính thức là một màn đáp trả khiến những tay khủng bố cho đến lính Mỹ biết sự lợi hại của Nga là như thế nào. Trên xe, Constan đã gọi điện hỏi thăm vợ mình. Nhưng cho đến thời điểm này cô ấy vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Hôm sau là ngày quân đội đưa thi thể của Oleg trở về nhà. Đích thân Tổng thống Putin đã lệnh phong tặng là anh hùng liên bang Nga. Người con trai Oleg chậm chậm bước đến quan tài của cha và chào ông một cách nghiêm túc. Tất cả đồng đội cùng đồng loạt chào người phi công đáng kính đã hy sinh này. Vậy là bộ phim tới đây cũng đã kết thúc rồi. Anh em thấy hay thì đừng quên để lại cho Búng một đăng ký để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn anh em trong những video mới nhất.